Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Việt Nam Hội nhập phát sóng hàng ngày trên kênh VTC10 Nét Việt. Thưa quý vị và các bạn, mấy năm gần đây, Chính phủ Việt Nam cùng các tổ chức nước ngoài đã triển khai nhiều hoạt động, dự án nhằm mục đích nâng cao đời sống cũng như tinh thần cho phụ nữ nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng. Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương và chịu nhiều cú sốc do thiên tai, bất bình đẳng xã hội. Trong chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay sẽ đề cập đến nỗ lực của những người phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai trong việc nâng cao vị thế của mình dưới sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lào Cai là một trong những tỉnh có tỷ lệ nghèo cao ở Việt Nam, trong đó đa số người nghèo là người dân tộc thiểu số. Gần đây, được sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam, những người phụ nữ dân tộc thiểu số như người Mông, Dao, Giấy, Tày nơi đây đã được tiếp cận với dự án nâng cao vai trò làm chủ kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua các can thiệp thị trường. Mục tiêu của dự án là nhằm cải thiện thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số và gia đình của họ thông qua nâng cấp chuỗi giá trị ngành hàng lợn đen bản địa. Dự án đã hỗ trợ gia đình mình một con lợn đen, dạy cách chế biến thức ăn, cách phòng chống dịch bệnh cho lợn. Cũng là giống lợn mình vẫn nuôi, nhưng với cách chăm sóc của dự án, lợn nhà mình nhanh lớn lắm. Bây giờ con lợn đã sinh sản cho một đàn lợn con. Mình thích lắm. Trước đây dự án chưa về dạy chúng tôi về cách phòng chống lợn và cách chăn nuôi lợn thì chúng tôi cũng không dám nuôi lợn. Bây giờ dự án về dạy chúng tôi cách chăm sóc lợn và phòng chống lợn thì chúng tôi rất là yên tâm. Chúng tôi bây giờ dám đầu tư về chăn nuôi lợn và cách chăn nuôi lợn hơn. Vì vệ sinh cho lợn lớn nhanh hơn ạ. Lợn đen bản địa vốn là một vật nuôi truyền thống trong gia đình chị Xoa cũng như nhiều người dân vùng cao. Hàng năm, mỗi gia đình chỉ nuôi một vài con để dành cho ngày lễ, Tết hoặc những ngày có công việc lớn. Việc chăn nuôi trước đây mang tính tự nhiên, lợn thường được nuôi theo cách thả rông, thức ăn tự tìm gì thì ăn nấy, nên tăng trưởng rất chậm và hay mắc bệnh. Giờ đây, với sự hỗ trợ và đào tạo của dự án, chị và nhiều người phụ nữ nơi đây đã biết cách chăm sóc lợn tốt hơn và biến chúng trở thành hàng hóa có thể trao đổi trên thị trường. Cái mục đích chính của nó là giúp cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số tại Lào Cai thì tăng thu nhập thông qua các can thiệp về thị trường và từ đó thì tăng cái khả năng lãnh đạo của họ. Thì nó tập trung vào một số khâu. Cái khâu thứ nhất là giúp cho họ có những cái kỹ năng tốt về mặt sản xuất. Cái vấn đề thứ hai là tôi giúp họ tăng cường các cái kỹ năng về thị trường và kinh doanh, ví dụ như có thông tin thị trường, biết cách đàm phán, rồi là biết tìm các cái người mua. Cái lĩnh vực thứ ba là tăng cường các cái kỹ năng về lãnh đạo cho phụ nữ, ví dụ như là biết cách điều hành, biết cách tổ chức sản xuất, biết cách đưa các cái ý kiến để đạt các nguyện vọng. Chăn nuôi lợn bản địa là hoạt động kinh tế quen thuộc đối với người Mông và người Dao tại các cộng đồng nghèo miền núi hẻo lánh. Các can thiệp dự án sẽ hỗ trợ phụ nữ và gia đình họ tăng thu nhập thông qua nâng cấp chuỗi giá trị hoặc tạo ra các cơ hội thu nhập mới có lợi cho người phụ nữ, từ đó tạo ra những thay đổi trong vai trò làm chủ kinh tế của người phụ nữ trong gia đình. Để khôi phục lại cái giống lợn đen bản địa thì vừa qua được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thì Sở Nông nghiệp đã triển khai một cái dự án gọi là dự án phát triển ngành hàng lợn đen. Thế thì sau một thời gian thực hiện thì chúng tôi thấy là cái kết quả của nó là rất tốt. Bởi vì một là người nông dân tham gia chăn nuôi thì được tập huấn về mặt kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh. Thứ hai là người ta được cung cấp những cái giống tốt. Thứ ba là người ta bắt đầu được tiếp cận với cái thị trường tiêu thụ sản phẩm. Dự án được triển khai tại xã Mường Hum và Trịnh Tường thuộc huyện Bát Sát và Lùng Khấu Nhin thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Khoảng 1.000 phụ nữ và gia đình họ thuộc các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau dự kiến sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Cách tiếp cận giúp phụ nữ làm kinh tế như vậy đang được coi là cách tiếp cận mới và có hiệu quả, từ đó nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình cũng như cộng đồng.
Qua hơn một năm triển khai cho thấy, dự án đã tập trung được nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số nói chung, đặc biệt là phụ nữ nghèo có cơ hội tạo thu nhập và việc làm bình đẳng như nam giới trong gia đình và cộng đồng của họ. Đây chính là điểm khởi đầu cho hoạt động xóa đói giảm nghèo bền vững tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Lùng Khấu Nhìn có gần 200 hộ thuộc 5 thôn tham gia dự án chăn nuôi lợn đen bản địa. Chị em phụ nữ nơi đây được dự án hỗ trợ đầu tư cho giống lợn tốt, được tập huấn cách chăn nuôi và phòng chống bệnh tật cho lợn, đồng thời cũng được tham gia vào nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Nếu như trước đây nhiều người còn không biết đến mua bán là gì, thì với sự hỗ trợ của dự án, nhiều chị em đã biết bán sản phẩm, có thu nhập và đã vươn lên làm chủ cuộc sống gia đình. Thông qua các buổi tập huấn nâng cao về kỹ năng tổ chức sản xuất, tiếp cận với thị trường, chị em dần nhận thức được rõ vai trò của phụ nữ trong gia đình cũng như trong cộng đồng. Trước kia là chồng thì toàn là cho vợ làm, vợ bế con, vợ xay ngô cho lợn ăn, nhưng mà từ chúng tôi được dự án đầu tư thì chúng tôi đi tập huấn nhiều lần, thì bây giờ chúng tôi đi vận động chị em, tuyên truyền cho chị em, thì bây giờ là bình đẳng giới, là chồng cũng là giúp vợ đi cho lợn ăn này, cho chăm nuôi con này, đi tất cả cùng làm. Những người đàn ông Mông tham gia việc nhà, một hình ảnh hiếm thấy từ bao đời nay. Thế nhưng giờ đã bắt đầu trở nên quen thuộc trong nhiều hộ gia đình ở thôn Chu Lìn Phố, nơi có 100% hộ dân tộc người Mông sinh sống. Với anh Lù Sao Hòa, những công việc như dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp vợ việc đồng áng giờ đã trở thành chuyện bình thường. Chồng cũng phải thường xuyên giúp đỡ đàn bà, cũng phải nên làm. Không làm thì cũng trong gia đình thì cũng cái gì cũng do vợ làm hết thì cũng không được. Bà con được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Rồi bà con được tập huấn các bình đẳng giới về làm chủ kinh tế cho chị em phụ nữ. Thì đến thời điểm bây giờ là chị em phụ nữ là rất là hiểu về xã hội, rất là am hiểu về xã hội qua những cái đợt tập huấn rất nhiều. Mà chị em đã có cái đổi mới rất nhiều. Và nam giới cũng có những cái nhận thức rõ nét về những cái hành động trước đây. Và bây giờ sẽ đã chuyển biến rất nhiều. Nam nữ là bình đẳng. Tham gia sinh hoạt trong tổ nhóm chăn nuôi lợn đen, bước ra khỏi ngưỡng cửa gia đình, giúp đa số chị em dân tộc thiểu số Lào Cai tự tin hơn so với trước. Đã có những thay đổi nhất định trong phân công lao động ở một số gia đình. Nam giới đã chia sẻ công việc nhiều hơn với phụ nữ. Định hướng tiếp theo của dự án là kết hợp với một số doanh nghiệp tiềm năng ở tỉnh Lào Cai, Hà Nội để thiết lập kênh cung cấp và tiêu thụ ổn định thịt lợn đen bản địa thông qua hợp đồng nông nghiệp với các tổ nhóm chăn nuôi. Tới đây thì chúng tôi tiếp tục là cùng với các doanh nghiệp để tìm những thị trường và để cho người dân người ta tiếp cận được với lại các doanh nghiệp. Từ đó thì đưa các sản phẩm ra ngoài thị trường. Có thể thị trường ở tỉnh Lào Cai, có thể thị trường ở Hà Nội. Thế thì cái mục tiêu cuối cùng là tổ chức sản xuất được những cái giống lợn đen bản địa chất lượng tốt và số lượng được nhiều hơn. Thế và giúp cho người dân là tiếp cận được cái thị trường, đưa ra cái những cái thị trường tiêu thụ nó tương đối là rộng lớn và yêu cầu cao, như ví dụ như là ở Hà Nội. Với những đóng góp nhất định của người phụ nữ vào thu nhập gia đình, tiếng nói cũng như quyền năng của phụ nữ dân tộc thiểu số đối với việc thương lượng về bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng cũng được tăng lên. Với những thành quả bước đầu như vậy, Oxfam đang có định hướng tiếp tục tạo nên những ảnh hưởng lớn hơn tới cuộc sống của người phụ nữ dân tộc thiểu số, không chỉ ở tỉnh Lào Cai mà cả các tỉnh thành khác của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bài học kinh nghiệm từ dự án của Oxfam đã cho thấy vị trí của người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng sẽ được nâng lên với điều kiện phụ nữ được trang bị các kiến thức và kỹ năng thích hợp để tham gia tích cực vào hoạt động phát triển kinh tế gia đình và cộng đồng, và họ có những đóng góp lớn vào thu nhập của gia đình. Chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Như thường lệ, mọi thông tin góp ý xin gửi về hòm thư vnhn.vtc10a@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
hài hước. Hấp dẫn. Lộn lèo rồi. Chú hiểu không? Không. Quy tụ những danh hài nổi tiếng. Cười sảng khoái và thư giãn. Ánh mắt thím đưa tình đảo như lạc giang cho chị. Cậu đây. Sai là sai thế nào? Hài kịch phát sóng 21:30 chủ nhật hàng tuần trên VTC10 Net Việt. Những bộ phim điện ảnh nổi tiếng được khán giả chờ đợi. Cô đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trả thù. Buồn ngãi là ma quỷ. Nhẹ nhàng mà sâu lắng.